Một người đàn ông ở Trung Quốc đã tử vong vì suy hô hấp chỉ 5 ngày sau khi được chữa khỏi các triệu chứng nhiễm virus corona mới COVID-19 và được xuất viện. Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn thông tin đăng tải trên báo The Paper ở Thượng Hải cho biết, bệnh nhân này là người đàn ông có tên Li Liang, 36 tuổi, ở tâm dịch Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Bà May, vợ của ông Li cho biết, ông nhập viện hôm 12 tháng 2 tại một trong các bệnh viện dã chiến được dựng lên ở Vũ Hán dành cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 và có triệu chứng nhẹ khi dịch COVID-19 bùng phát. Ông được xuất viện sau 2 tuần điều trị và được hướng dẫn tiếp tục cách ly tại một khách sạn trong vòng 14 ngày. Bà May cho hay, chồng bà cảm thấy không được khỏe chỉ sau 2 ngày khi xuất viện với cảm giác khô miệng, chướng bụng. Đến ngày 2 tháng 3, ông Li nói thấy mệt nên lại được đưa vào một bệnh viện và tử vong vào chiều cùng ngày. Giấy chứng từ do Ủy ban Y tế Vũ Hán cấp cho biết, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của anh Li là virus corona. Bệnh nhân bị nghẽn đường hô hấp và suy hô hấp, triệu chứng nặng của nhiễm virus corona. Bệnh viện Phan Kang, nơi anh Li được điều trị và đưa ra thông báo khẩn cấp vào ngày 4 tháng 3 cho biết, nhiều bệnh nhân đã xuất viện vẫn nhiễm bệnh trở lại. Bệnh viện sẽ tiến hành xét nghiệm kháng thể trên tất cả bệnh nhân trước khi xuất viện để đảm bảo họ đã phục hồi hoàn toàn. Dịch COVID-19 bùng phát từ thành phố Vũ Hán từ tháng 12 năm ngoái. Tính đến sáng ngày 5 tháng 3, Trung Quốc ghi nhận thêm 139 ca nhiễm mới và 31 ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp COVID-19 trong ngày 4 tháng 3. Ủy ban Y tế quốc gia cũng cho biết, trong số 139 ca nhiễm bệnh thì có tới 134 ca ở tỉnh Hồ Bắc, tâm chấn của đại dịch. Cho đến nay, Trung Quốc đã có tổng số 80.409 người nhiễm và 3.012 người tử vong. Hơn 52.000 người đã được ra viện. Nước này còn ghi nhận 20 trường hợp lây nhiễm từ nước ngoài, dấu hiệu đáng ngại khiến các thành phố của Trung Quốc phải áp dụng các quy định cách ly. Các nhà khoa học Trung Quốc hôm qua đã công bố kết quả nghiên cứu cho thấy COVID-19 đã tiến hóa thành hai chủng khác nhau với đặc tính lây lan khác nhau. Dựa vào kết quả phân tích hơn 100 đoạn gen của COVID-19, các nhà khoa học phát hiện ra một loại chủng L có mức độ lây lan mạnh hơn chủng S. Họ cho rằng chủng L có thể tiến hóa từ chủng S sau khi Trung Quốc phát hiện ca nhiễm đầu tiên vào tháng 12 và áp dụng các biện pháp ngăn dịch lây lan. Hãy like, share và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất về dịch COVID-19.